chấp nhận được. Chính vì thế đó thì để cái ảnh chứ không có cái ảnh nào để đi cả, để lên đường thẳng cả. Bởi vì cái này thì họ chỉ về cái công nhân nếu có hoàn thành thì chỉ là một bộ phận hoàn thành thôi, chứ còn cái công trường của nó thì còn lâu, mà để chờ kết thúc cũng chờ được, bởi vì bài tập thì đến rồi, thời gian phải bảo vệ. Thế thì cái ảnh chấp nhận, nhưng nó có cái vế của nó là thế này, ca này đến ca khác cũng là một cái thứ nó cũng tuần hoàn đi, thì cũng là một cái nó không bao giờ dừng. Thì đấy là một cái mình ý tôi thấy là chấp nhận được. Thế thì tôi nghĩ về người làm viên hướng dẫn thì cũng xin có một đôi điều như thế để thấy về cái tinh thần. Tôi nói về mặt tinh thần rất là lúc nào chấp nhận cái mà nó thậm chí thế này, tức là làm thế nào phải đến mức mà tôi nói rất thật nhiều khi là thế này, cứ thỉnh thoảng cách ngày hay nửa ngày thì nó lại có một điện thoại. Thế và mình cũng thấy là thế này, tức là em rất sốt sắng và lo, và cái lo đấy cũng trở cũng bắt nguồn từ cái yêu nghề, cái đó cái đáng quý. Thì tôi xin phát biểu một chút với tư cách người giảng viên hướng dẫn. Vâng, xin mời thầy. Là với bạn này tôi muốn nói với những em lớp sau, riêng cái tinh thần học tập thì các em lớp sau nên học tập và cái tinh thần học tập. 4 năm vừa rồi là tôi chỗ nào mà tôi có mặt ở các cuộc triển lãm thi cử Hà Nội thì tôi đều đi học. Tôi không biết là có phải vì cái tinh thần đấy để đến bây giờ các em có kết quả này không, hay là cứ để cho nó trượt trôi qua rồi sát cái ngày thi cử mới uống cả lên. Thì tôi mới nói là hàng này suốt mấy năm rồi, chả có cuộc triển lãm nào, cuộc triển lãm em chẳng có giải có treo thì cũng lò mò đến. Nên tôi để những nhân vật như thế là nhân vật tôi với tư cách là thầy giáo, tôi khuyên những em năm sau nên học tập. Thế còn cái thủy điện Sơn La này, chỗ này tôi phải nói thế này này, khó mà dễ cũng dễ. Các thầy sợ nó nguy hiểm, nó thực ra cái chỗ này này đã được vào đây mà đã được phép thì chỉ có một chỗ phải leo theo, là cái chỗ trèo trên cái bậc kia để lên cái chỗ đổ cái tầng đập lan ở trên bụng. Còn tất cả những chỗ cao nhất ô tô đều lên được, vấn đề là có được bảo không. Thế còn tôi không hiểu tại sao hàng là có cách nào mà chỉ là nữ sinh viên nhưng mà lọ mọ mà vào được đây thì phải cái đó là cái tài đấy. Tôi nói thật bây giờ nhiều ông muốn vào là khó vào, giấy tờ nhiều khi là khó vào, phải khen hàng người những cái tinh thần và ngay cả cái cách chịu khó, biết mình là nữ học nghề ảnh nó có nhiều khó khăn, em đã tìm cách vượt qua, tôi phải nói như thế. Thế còn tất nhiên em chủ đây em tập trung vào 2 đội, một là cái đội Lilama, cái đội 2 của Lilama, cái hai là trên kia là của cái công ty Sông Đà 9 và của cái công ty cổ phần 968 tập trung vào. Thế còn vào đây mà đã được vào rồi thì góc độ rất nhiều mở ra cho em chủ, rất nhiều góc độ, nó có cái dễ về công trình nó đồ sộ nhưng mà nó có rất nhiều góc. Nhưng mà tôi nói là thầy Thành ở đấy có nói một câu, tức là nữ đi vào công nghiệp cái này thì rất đáng khen. Tôi nói rất đáng khen. Và tôi không biết là nếu những cái bộ ảnh này nó nằm ở đây, những cái bộ này nó được đăng báo ở tờ báo nào đó, mà đem cái tờ báo đó đi mà giữ những cái giải báo chí thì không biết ở đây cũng là nhiều thầy trong thành viên giải báo chí thì những cái bộ này nó nên đáng khen. Tôi cho đây là một bộ được. Phải được. Tôi không nói chuyện là nữ hay nam đâu. Đây là một bộ ảnh khác. Để tôi rất khen tinh thần học tập của hàng. Và tiếp tục cố gắng, như đã từng từng cố gắng. Anh tôi rất đồng ý với cái ảnh. Thực ra là cái ảnh mà tôi thấy thích là cái chất nghệ thuật và cái chất mà khá ở trong đấy chính là mưa hoa. Nhưng trong trường hợp này đấy là phun hoa tốt, đừng đóng bo đen làm gì, đúng không? Trong trường hợp này không nên đóng bo đen, tự nhiên nó làm giảm đi. Còn nếu định để cái bo đen phải tách qua một cái